Chị đã về nhà rồi biết. Giờ chị đi chuẩn bị đồ, gói đồ để mang về. Chị về xong rồi đi ở nhà với bố với chị chip với Suga nhé. Bị xước móng rồi này. Có đau không? Xuống đây. Trời ơi, bắn ta quá. Chị đã về nhà rồi biết. Giờ chị đi chuẩn bị đồ, gói đồ để mang về. Chị về xong rồi đi ở nhà với bố với chị chip với Suga nhé. Chị ở đây 20 ngày rồi, chăm đi 20 ngày rồi. Bây giờ đi ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ nữa à? Chiều chơi với ba cho chị xếp đồ. Chị dọn đồ rồi chiều chị về. Chị về xong khi nào chị có thời gian chị... Ba mẹ con làm gì đấy? Ngủ tâm sự đi. Có gì nói chuyện với mẹ đi. Mai mẹ về đâu. Hả? Sao? Sao vậy? Sao vậy? Sao? Sao? Không ngủ. Ngủ à? Ngủ xíu rồi. Xíu đưa. Ngồi mẹ đi chứ. Là Bi. Ba bên à? Ba bên à? Hả? Ba bên nào? Là ba kìa. Ba bên. Là ba bên. Chị xếp đồ. Mẹ à? Bên nào? Chị ba à? Không. Ba bên chứ. Hả? Sao vậy? Bơ luôn đó. Bì luôn. Ừ. Ừ. Mẹ luôn đó. Nào. Theo bố đúng không? Hả? À, vậy theo mẹ đúng không? Ừ. Hả? À, hả? À, hả? À, sao? Sao vậy? Thích mẹ à? Thích mẹ á? Con là mẹ ở đây luôn nhá. Sao? Sao vậy? Sao? Hả? À, hả? À, sao? Ừ. Này, chân này. Chân bẩn này này. Chân bẩn này đi này. Nhá. Ở đây với mẹ nhá. Anh ngồi chơi với mẹ đi để ba dẹp cái đồ trong tủ này cái. Gì đó? Hả? Vui lắm. Em cứ ra xem đi. Bị ị rồi anh ơi. Rồi để em xem đưa rửa tắm lên đi cả. Chị để Bi đi tắm đi. Bị ị rồi, tắm nhé. Tắm cho sạch sẽ không to ra ngoài chiều đưa chị về. Rồi cái căn tắm hôm trước em mới mua đi. À, đây khăn đây, khăn bên này. Cái khăn mới đấy. Đây đây. Ê, giống thang máy nhé, chị mua nhé. Thôi để đây tí là được. Xíu nữa xuống thay. Để đây tí là thay. À, đi. Ờ, rồi. Đúng nhé.
Buddy.
đẹp lên này. Để. À! Đi đâu? Đây. Đây này. Nước này. Vào đây, vào đây. À, muốn tắm xong không á? Tắm xong không nhé. Xuống. Vào bơi xíu nhé. Vào bơi xíu đi. Vào bơi xíu. Vào xíu nữa thì chị bơi ra phòng nhé. Bơi đi, đây chị bơi cùng. Quần áo chị ướt rồi đây này. Nha, bơi đi. Vui không? Đùng. Trời ơi, bánh tan quá. Chết rồi. Cứ thế còn nữa rồi. Xả nhé. Ừ. Wow,
Ê, trái đi. Trái nó xài đi. Xả nó đi kìa. Xả đi để mặc quần áo. Giờ xong rồi. Bạn không? Đưa cho quả áo chị này. Còn hẳn xuống. Đi xuống rồi. Đưa vào quả áo khác đi. Đi xuống quả áo lại. Tắm xong rồi. Đi tắm xong rồi. Đi gọn cho trời cơ. Ủa em ướt hết thế à? Nó nhảy ướt hết cả người, nó cứ nhảy lên người. À. Kia lại phải thay quần áo. Nắm đây. Vi để ba mặc quần áo nhá. Đi. Đây là ba mặc quần áo. Sao vậy? Sao? Ở đây anh ơi. Anh ba mặc cái chứ? Ê, yếu rồi. Lâu lâu không. Để ba mặc cái mẹ này tắm nữa. Đây rồi. Đây đấy. Sao vậy? Ừ? Đây này mẹ mặc à? Để lại mẹ mặc cái đi. Đây đấy đi. Để chị mặc nhé. Làm rốt được cho chị ống bình chắc. Mặc bình chắc. Từ từ rồi mặc quần, mặc bình trước đã. Nè, mặc quần nào. Bà xuống dưới làm việc đấy. Bà nhá. Đứng có thế đâu. Đây. Sorry, đi try ngay. Ngồi đây mặc áo đi. Mình. Ui cùi tắm cho y ạ. Sao mà. Sao này. Chị đi. Lâu lắm chị phải đến đây chơi một lần đi. Ngồi xuống mặc áo nhá. Đây, ngồi xuống đây. Sao hôm nay thì không mặc áo cho đi rồi. Đẹp trai rồi. Là đi xuống chơi với ba đi, chị thay quần áo. Mi đã ướt hết quần áo chị rồi. Ướt hết rồi nè. Xuống chơi với ba đi. Đi đi.